À, chào anh em nhé, mình là kẹo ngon ba miền. Hôm nay mình về được một ít hàng 4.5 rỗng cho tiệp anh em nhé. Hàng 4.5 rỗng cho tiệp. Đấy, tiệp sáp Innova anh em nhé. Mẫu này thì mình bán là 350 một cân bao ship anh em nhé. 350 một cân bao ship. Đó thì anh em mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua hai số clip cho mình nhé. Số điện thoại và Zalo mình mở 24/24. Và lưu ý giúp mình ấy, hàng bên mình 100% đều là hàng không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì mua hàng thôi. Đấy, không tin tưởng thì qua shop khác, tránh mất thời gian của đôi bên nhá. Đấy, còn hàng nhà mình ấy, mình hỗ trợ bao đổi trả. Đấy, mình nói luôn là hỗ trợ bao đổi trả nhá. Ưng thì để chơi, không ưng có thể gửi lại hàng cho mình. Đó. 4.5 cho tiệp. Đấy, tiệp sáp Innova anh em nhá. Đấy, tiệp sáp Innova. Chơi mẫu này thì anh em đi săn chim nhỏ. Đó. Anh em đi săn chim nhỏ anh em nhá. Đấy, riêng tiệp sáp những cái cây đấy thì đi săn chim nhỏ rất là phê. Đó, không bị nát mồi. Đó. Hàng thì bao đều anh em nhé, bao đều. Còn anh em mà muốn chơi login được hơn một chút ấy, thì mẫu Monster anh em nhé. Đấy, thì anh em chơi mẫu Monster, Monster mình bán là 450. Đấy, 450 một cân bao ship. Mẫu Monster này kết hợp sử dụng cho cả tiệp sáp lẫn PCB luôn anh em nhé. Mẫu này chơi cho tiệp sáp thì ổn định hơn, in được hơn mẫu rỗng này. Đấy, nói thẳng luôn là ổn định hơn và in được hơn. Đó. Về chung hai tầng anh em nhé. Còn hàng rỗng này cũng là về chung hai tầng. Mình về được một ít. Đấy, còn dòng 5.5 rỗng thì mình đang tìm. Đấy. Mình đang tìm mua nhập hàng về để bán cho anh em. Đó. Phục vụ cho anh em. Đấy, anh em chơi mẫu gì có mẫu đấy. Đấy, đầy đủ tất cả các mẫu anh em nhá. Đấy, từ PCB. Đó, còn tiệp sáp thì hiện tại đang có 4.5. Đấy, thế anh em mua hàng hay là cần tư vấn gì alo trực tiếp qua số những clip cho mình nhá. Đấy, số điện thoại và Zalo mình mở 24/24. Và anh em xem video thì cho mình xin một like lên video và anh em đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Chào anh em.